Thưa quý vị, liên quan đến phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 đồng phạm. Sáng ngày 22 tháng 3, phiên tiếp tục với phần bào chữa của các bị cáo. Từ bào chữa, bị cáo Hồ Bửu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng toàn bộ dữ liệu công ty được thống kê quản lý bởi văn phòng hội đồng quản trị, bản thân bị cáo cũng không được chia sẻ. Theo bị cáo, khi điều tra, bị cáo bị đề nghị truy tố là tội tham ô tài sản. Bị cáo không hiểu vì sao mình lại tham ô. Nhưng khi đọc cáo trạng, nhìn tổng thể hành vi của bị cáo không quá nghiêm trọng, nặng nề. Bị cáo Hồ Bửu Phương xúc động, khóc trình bày. Hôm bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 19 đến 20 năm tù, bị cáo không biết phải nghĩ gì nữa, không biết tại sao nữa. Thời gian tạm giam bị cáo chưa được gặp gỡ gia đình. Rất muốn gặp gia đình, nhưng đề nghị xong bị cáo không dám gặp con vì xấu hổ. Bị cáo cũng xin hội đồng xét xử cân nhắc xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương, luật sư cho rằng mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đề nghị đối với bị cáo là quá nặng so với mức độ và hành vi thực hiện. Bị cáo Hồ Bửu Phương bị Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Theo luật sư, bị cáo Phương thừa nhận mình đã sai khi phối hợp với các bị cáo khác thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để giải quỹ bằng cách tạo lập các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đối với các khoản vay tại ngân hàng SCB gây hậu quả nghiêm trọng và bị cáo đã xin nhận một phần trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, vai trò của Hồ Bửu Phương trong hệ thống, quy trình rút tiền từ SCB là hạn chế, mang tính chuyên môn riêng biệt, không như quy buộc của cáo trạng và lời luận tội. Cũng theo luật sư, phương án giải quỹ các khoản vay được SCB giải ngân đã xuất hiện từ trước khi Hồ Bửu Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó, bị cáo Phương cũng chỉ làm theo thông lệ có từ trước tại Vạn Thịnh Phát mà không dự liệu đến tính đúng sai của hoạt động này, nên mong Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát xem xét nội dung này để đánh giá lại hoàn cảnh, bối cảnh phạm tội cho bị cáo. Luật sư bào chữa cũng cho hay Hồ Bửu Phương không biết nguồn gốc các khoản tiền được giao thực hiện giải quỹ là tiền được vay trái pháp luật. Không biết số tiền này được tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng vào mục đích gì trên thực tế. Do đó, hành vi giải quỹ chỉ là bước giả cách để tạm thời chuyển tiền chưa có lý do sử dụng ra khỏi công ty vay rồi sau đó thu hồi lại. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức độ hành vi của bị cáo Hồ Bửu Phương chỉ là một mắt xích nhỏ cuối cùng trong vụ án, không phải hoạt động có tổ chức và tinh vi. Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Krông Năng cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân tử vong của hai người phụ nữ tại khu vực đập nước Phú Xuân, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 21 tháng 3, người dân đi làm rẫy ngang qua khu vực đập nước Phú Xuân, phát hiện hai phụ nữ đã tử vong nên trình báo đến chính quyền địa phương. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Krông Năng cho hay, cả hai người phụ nữ không phải là người tại địa phương. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường làm công tác khám nghiệm theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xác nhận, cả hai phụ nữ tử vong đều là người dân cư trú tại địa bàn xã. Trong đó, một người 68 tuổi và người còn lại 36 tuổi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Drông thông tin, qua nắm bắt bước đầu, cả hai phụ nữ này sang thị trấn Krông Năng để lấy thức ăn về cho heo và có ghé xuống đập. Sau đó, nghi bị điện giật tử vong. Các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Ngày 22 tháng 3, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu thành công nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá. Người này đeo cột điện trên quốc lộ 22. Theo đó, hơn 8 giờ sáng cùng ngày, người dân ở gần quốc lộ 22, đoạn gần giao lộ đường Nguyễn Ảnh Thủ, giáp danh giữa phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thấy nam thanh niên biểu hiện bất thường như ngáo đá. Người này sau đó đi bộ giữa quốc lộ 22 rồi leo lên cột đèn cao áp cao chừng 20m ở giữa giải phân cách. Đến độ cao khoảng 5m, nam thanh niên đứng trên thanh thép băng ngang và cố thủ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Hóc Môn sau đó điều 2 xe cùng 1 xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm cách giải cứu người này. Nhiều đơn vị lực lượng cùng cả công an phường, xã, cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phòng cùng phối hợp giải cứu. Giữa trời nắng gắt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa xe thang lên tiếp cận, vận động hàng chục phút nhưng nam thanh niên bất hợp tác, cố thủ. Bên dưới, nhiều cảnh sát dùng phương tiện chuyên dụng để đón bắt, phòng trường hợp người này nhảy xuống. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 12 sau đó cũng có mặt phối hợp. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 22, quốc lộ 1 đoạn gần ngã tư An Sương ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều thời điểm, cảnh sát phải phong tỏa một làn đường để phục vụ giải cứu. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, trong lúc vận động thuyết phục, cảnh sát đã kịp thời áp sát khống chế nam thanh niên, đưa xuống mặt đất an toàn. Người này sau đó được bàn giao cho công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra, lập hồ sơ xử lý.
Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mới nhất tại Hà Nội, chỉ vì cãi vã với hàng xóm, đối tượng Nguyễn Xuân Dũng, sinh năm 1971 ở Tây Hồ, đã điên cuồng dùng dao tấn công nạn nhân dẫn đến trọng thương. Ngày 21 tháng 3, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Dũng, sinh năm 1971, ở phố Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18 tháng 3, Nguyễn Xuân Dũng đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã với hàng xóm. Trong lúc cãi nhau, Dũng không kiềm chế được nên đã chạy vào nhà lấy dao tấn công ông Hát, sinh năm 1959, hàng xóm của Dũng, nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quảng An đã có mặt tại hiện trường, cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, cùng gia đình đưa ông Hát đi cấp cứu tại bệnh viện Saint Paul. Đến nay, sau khi được phẫu thuật, ông Hát đã qua cơn nguy kịch. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngày 21 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Đại Tuấn Anh, 25 tuổi quê Đắk Lắk, Trần Quang Trai, 27 tuổi ngụ quận 4 và Phạm Thành Đạt, 25 tuổi ngụ quận 11 về tội cướp tài sản. Theo đó, mặc dù du khách người Mỹ không đồng ý, nhưng nhóm đối tượng trên vẫn gọi thêm nước rồi tính tiền gian lận, sau đó tấn công buộc nạn nhân phải trả tiền. Theo điều tra ban đầu, cả ba bị can là nhân viên pha chế của quán bar Vincent nằm trên đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1. Khoảng 2 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023, nam du khách tên AR, 47 tuổi quốc tịch Mỹ, đến quán bar trên uống rượu. Tại đây, ông R đề nghị nhân viên phục vụ tên Duy, 19 tuổi, đến ngồi cùng để nói chuyện. Khi ông R vào bàn ngồi thì có Nguyễn Thị Hồng Nhung, nhân viên phục vụ, Nguyễn Thị Vân Anh, quản lý quán và một số nhân viên đi theo. Nam du khách gọi một ly rượu loại Bombay giá 175.000 đồng và đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ra trả. Lúc này, Đạt tính gian thêm một ly cocktail với giá 250.000 đồng và trả lại cho vị khách 75.000 đồng. Sau đó, Duy và Nhung ngồi nói chuyện cùng với ông R và xin gọi thêm nước để cùng uống. Được vị khách đồng ý, hai nhân viên gọi thêm hai ly cocktail và kêu thêm cho ông R một ly rượu loại Bombay. Một lúc sau, Vân Anh đến ngồi chung bàn và Duy xin kêu nước thêm nhưng ông R từ chối. Tuy nhiên, Nhung vẫn lấy hai ly đã uống hết nước đẩy về phía trái để châm thêm nước cocktail rồi để lên trên bàn. Đồng thời, tiếp tục đưa thêm một ly cocktail mới để lên bàn. Tổng cộng có 3 ly cocktail của lượt mới. Thấy có 3 ly cocktail trên bàn, ông R giơ tay ra hiệu từ chối với chai và tính tiền cho những ly nước đã gọi. Lúc này, Đạt xuất hóa đơn thể hiện có 7 ly nước uống các loại với tổng số tiền là 1,6 triệu đồng. Nhận được hóa đơn, ông R không đồng ý trả tiền, đứng dậy đi ra cửa và bị nhóm của anh chặn lại. Trong lúc giằng co, nhóm của anh đã tấn công vị khách. Quá hoảng sợ, ông R nói sẽ trả tiền thì nhóm của anh mới thôi khống chế để vị khách lấy 2 triệu đồng ra trả. Sau đó, nam du khách rời quán bar trong trạng thái hoảng hốt. Ngày 9 tháng 1, ông R đến công an phường Bến Nghé trình báo về việc bị nhóm nhân viên quán bar Vincent cưỡng ép trả tiền. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đưa nhiều người liên quan về trụ sở để làm rõ. Qua đấu tranh, nhóm của anh thừa nhận hành vi khống chế ông R để uy hiếp tinh thần, buộc phải thanh toán hóa đơn sử dụng dịch vụ tại quán bar. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với anh, Trài, Đạt để xử lý về tội cướp tài sản. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, ngày 21 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương. Thông tin ban đầu khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, xe container biển kiểm soát 74H00966 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Đà Nẵng Quảng Nam đến giao lộ Trường Trình Vũ Lăng, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thì bất ngờ xảy ra tai nạn, xe container mất lái tông vào trụ đèn. Một số nhân chứng cho hay, khi xe đến giao lộ Trường Trình Vũ Lăng thì nghe tiếng nổ lớn, sau đó xe lao lên giải phân cách, tông vào trụ đèn mới chịu dừng lại. Vụ tai nạn khiến hai tài xế chưa rõ tên tuổi bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Ghi nhận tại hiện trường, đầu xe container bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh. Vụ tai nạn khiến giao lộ Trường Trình Vũ Lăng bị ách tắc. Ngay sau đó, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và hướng dẫn xe cộ di chuyển. Thưa quý vị, mới đây, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tiến hành điều trị cho một bé gái sinh năm 2011 bị thương tích nặng nghi do bị cha dượng xuống tay tàn bạo. Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tiếp nhận bé NHPA sinh năm 2001, ngụ tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được người dân đưa vào cấp cứu
trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu, mặt. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được xử lý vết thương, chích ngừa uốn ván, chụp CT và dùng kháng sinh, thuốc giảm đau. Một bác sĩ phụ trách khoa chấn thương chỉnh hình bỏng, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, kết quả chụp CT của bệnh nhân cho biết chưa thấy xuất hiện bất thường trên não. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn, tiếp xúc tốt. Theo lời khai ban đầu của gia đình, sau khi ba mẹ ly hôn năm 2020, bé PA ở với mẹ ruột và cha dượng. Tối ngày 20 tháng 3, khi mẹ và cha dượng mâu thuẫn, cãi cọ, cha dượng bực tức đã dùng dao tấn công PA khi bé đang nằm trên giường ngủ. Liên quan đến vụ việc người đàn ông bỗng nhiên thành giám đốc, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã liên hệ để mời làm việc, lấy lời khai của nạn nhân. Ông NTL, 44 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh đã mời làm việc, lập hồ sơ, lấy lời khai của ông về việc bị ai đó lấy thông tin cá nhân để đứng tên giám đốc một công ty trên địa bàn quận Bình Thạnh. Ông L cho biết, Công an cho biết qua thông tin trên báo chí nên mời làm việc, lấy lời khai cũng như mong muốn và nguyện vọng của tôi. Trước đó, ông L cũng đã nhận được giấy mời của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh với nội dung mời ông lên làm việc vào sáng ngày 2 tháng 4 tới đây. Nội dung làm việc được nêu là về tình hình kê khai thuế và tình hình hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế. Như đã đưa tin, thời gian trước Tết, ông L tra cứu mã số thuế bằng căn cước công dân trên hệ thống điện tử thì tá hỏa phát hiện mình đang là giám đốc một công ty có trụ sở ở phường 6 quận Bình Thạnh. Ông L lo quá nên chạy qua địa chỉ mà công ty này khai báo là trên đường Nguyễn Huy Tưởng, phường 6 quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, đây là một tòa nhà làm văn phòng cho thuê. Ông L nói, người chủ cho một người Trung Quốc thuê lại, người này lại tiếp tục chia thành các văn phòng nhỏ và cho thuê tiếp. Không ai ở đây biết về công ty này. Đồng thời cũng cho biết số điện thoại đăng ký cũng là số ảo, không liên lạc được. Sau đó, ông L đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thuế để trình báo vụ việc mình bỗng nhiên thành giám đốc. Ông L cũng cho biết, theo thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì công ty này có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, đăng ký lần đầu vào tháng 8 năm 2023. Liên quan đến vụ bị cáo uống thuốc sau khi nghe Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên y án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo, tối ngày 21 tháng 3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết bị cáo đã không qua khỏi. Theo đó, Lê Minh Lình là một trong 5 bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Lương Thế Chân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào ngày 21 tháng 3 năm 2022. Sau khi Tòa án huyện Cái Nước xử sơ thẩm tuyên 5 bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích, thì cả 5 bị cáo cùng kháng cáo. Trong đó, có 4 trên 5 bị cáo kháng cáo kêu oan, bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Minh Lĩnh kháng cáo kêu oan. Ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2024, Tòa án tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Bị cáo Lĩnh vẫn bị tuyên mức án 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tòa tuyên án xong lúc gần 9 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 2024. Bị cáo Lĩnh được anh ruột là Lê Minh Dùm chở đưa về nhà ở xã Lương Thế Chân, huyện Cái Nước. Đến gần 11 giờ cùng ngày, người ta phát hiện Lĩnh đã uống thuốc diệt cỏ ở phòng riêng. Bên cạnh là bức thư và clip tuyển mệnh với nội dung bị oan ức quá dẫn đến làm điều dại dột. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau xác định Lĩnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc hơn 12 giờ 10 phút cùng ngày 20 tháng 3 năm 2024 và được rửa ruột chống độc. Dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng Lĩnh đã không qua khỏi. Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài kịp thời đỡ một cháu bé bị ngã từ trên bàn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với nhiều lời khen. Theo nội dung clip, cặp vợ chồng và một cháu bé đến cửa soi chiếu an ninh. Họ đặt con ngồi trên bàn rồi cho tư trang vào khay nhựa để chuẩn bị đẩy qua cửa soi chiếu. Cặp vợ chồng loay hoay với khay nhựa mà không để ý cháu bé đang di chuyển trên bàn rồi bất ngờ ngã về phía sau. Lúc này, một nữ nhân viên an ninh lập tức lao đến và kịp đỡ được cháu bé. Bố mẹ của bé có một phen hốt hoảng và thở phào khi con gái được đỡ kịp, không gặp chấn thương đáng tiếc. Mạng xã hội dành nhiều bình luận khâm phục cách xử lý tình huống nhanh nhẹn của nữ nhân viên an ninh. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phê bình sự chủ quan của đôi vợ chồng khiến em bé suy cảm nguy hiểm. Đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác nhận sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 09 phút ngày 19 tháng 2 tại nhà ga hành khách T1 sân bay Nội Bài. Đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết thêm, trong lúc người mẹ nâng khay hành lý và khuất tầm nhìn thì em bé đột nhiên ngồi tụt người ra phía sau và bất ngờ ngã xuống. May mắn, chị Nguyễn Phương Dung, nữ nhân viên an ninh ở ngay cạnh đã dướn người vươn qua chiếc bàn, nhanh tay chụp lấy em bé đang rơi, kịp thời đỡ bé không ngã xuống sàn. Vụ việc may mắn vì đã hỗ trợ kịp thời nên không ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá sự tận tâm, tập trung cao của nữ nhân viên an ninh khi làm việc, giúp chị kịp thời quan sát tình huống để xử lý rất nhanh và hiệu quả.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách khi đi cùng với con nhỏ qua các khu vực như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ lên máy bay, điểm soi chiếu an ninh cần lưu ý. Luôn theo sát con, để con trong tầm mắt, không được để trẻ em tự ý chạy, nhảy, đùa nghịch tại các khu vực công cộng. Nếu gặp khó khăn, hành khách có thể nhờ nhân viên tại sân bay hỗ trợ, tránh các tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Ngày 21 tháng 3, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ 5kg ma túy dạng đá. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Công an huyện Ngọc Hồi phát hiện đối tượng Trịnh Minh Sản, 51 tuổi, trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh số lượng lớn. Sau một thời gian dài theo dõi đối tượng Sản, Công an huyện Ngọc Hồi đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tập trung bóc gỡ, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chân ma túy này. Ngày 15 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang đối tượng Sa Văn Tiến, 29 tuổi, trú tại xã Đắc Can, Ngọc Hồi, khi đang vận chuyển thuê cho Sản 1kg ma túy đá xuống thành phố Phan Thiết để tiêu thụ. Ngay sau đó, Công an huyện Ngọc Hồi đã nhanh chóng phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huy động lực lượng chó nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Minh Sản tại thôn Ngọc Hải, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và thu giữ 1kg ma túy đá. Tại đây, vợ của Sản là bà Đào Thị Ánh, 49 tuổi, khai nhận đã giúp chồng cất giấu số ma túy trên và giao 1kg ma túy đá cho Sa Văn Tiến. Đến ngày 16 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng Trịnh Minh Sản và Thao Minh Xá, 47 tuổi, trú tại xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, thu giữ 2kg ma túy đá. Tiến hành khám xét chỗ ở của Thao Minh Xá, Công an huyện Ngọc Hồi nhanh chóng thu giữ 1kg ma túy đá. Theo lực lượng chức năng, Xá cũng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chân ma túy của Trịnh Minh Sản. Chiều ngày 21 tháng 3, thông tin từ Công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang phát đi thông báo tìm kiếm một nữ sinh lớp 10 bị mất liên lạc với gia đình từ trưa ngày 20 tháng 3 tới nay. Theo đó, nữ sinh bị mất liên lạc với gia đình là em Nguyễn Thị Hương G, sinh năm 2008, ngụ tại thôn Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, con thứ hai của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Tĩnh, sinh năm 1980. Một cán bộ xã Công an xã Mỹ Lộc cho biết, trước lúc cháu mất liên lạc với gia đình thì giữa cháu và bố mẹ cũng như mọi người trong nhà không hề có xảy ra mâu thuẫn gì, tính tình cháu cũng bình thường. Cán bộ này cho biết, theo người nhà thông tin thì sáng ngày 20 tháng 3 cháu có đi học nhưng không lên trường vào lớp. Đến trưa cháu có về ăn cơm bình thường. Cho đến khoảng 13 giờ chiều thì cháu mang theo cặp sách đi ra khỏi nhà rồi mất liên lạc từ đó. Khi đi, cháu mặc áo khoác màu đen. Đến tối và sáng nay, sau khi cháu gỡ đi nhưng không về, quá lo lắng, người nhà đã liên hệ với bạn bè, cô giáo của cháu cũng như người thân, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về cháu gỡ. Nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 22 tháng 3, xe ben 62C11525 do tài xế Phan Văn Quốc 34 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An điều khiển, lưu thông đến ngã ba giao giữa đường tỉnh 830 và đường tỉnh 824 thuộc xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do một người phụ nữ trung niên điều khiển chạy phía trước. Vụ tai nạn đã khiến người phụ nữ té xuống đường, tử vong tại chỗ. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng công an xã Hữu Thạnh đã có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà NTN, 68 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa có mặt để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Mới đây, tại khu vực đèo Tà Cơn thuộc tuyến quốc lộ 279 huyết mạch đã xảy ra một vụ lật xe đầu kéo. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến tuyến quốc lộ lâm vào cảnh ách tắc cục bộ hơn 7 giờ. Khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 3, tại km 5 tuyến quốc lộ 279 thuộc đèo Tà Cơn, xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường ách tắc. Thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 26H0015X kéo theo rơ móc biển kiểm soát 26R0113X do tài xế Đinh Văn Hiếu, sinh năm 1986, trú tại Mộc Châu, Sơn La điều khiển, đi theo hướng Điện Biên, Tuần Giáo. Lúc này trên xe chở đầy sắn khô. Khi chiếc xe di chuyển lên đèo dốc cao, đường cua gấp đã bất ngờ lật ngang đường. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến cho lái xe bị thương nhẹ, xe đầu kéo hư hỏng nặng. Do sắn khô trên xe đổ tràn ra đường gây ách tắc cục bộ tuyến quốc lộ 279, cơ quan chức năng đã phải điều máy xúc để xử lý. Đến khoảng 8 giờ 30 sáng nay, đường mới thông trở lại. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Trưa 22 tháng 3, một vệt dầu nhớt hơn 200m xuất hiện tại km 7 trên tuyến quốc lộ 62 hướng từ thành phố Tân An đi thị xã Kiến Tường thuộc xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An, khiến cho nhiều người chạy xe bị ngã. Một người dân sống cạnh quốc lộ 62 cho biết khi đang đứng bán trước cửa nhà thì thấy một em sinh viên đang chạy té xuống đường, sau đó tiếp tục hai xe máy chạy ngang té. Nhìn xuống phía đường tôi thấy một vệt nhớt dài, nhiều người chạy đến người dân cảnh báo nhưng vẫn không kịp thắng lại nên bị trượt té một đoạn dài. May mà những người này chỉ bị chảy nhẹ. Sự việc xảy ra vào lúc giờ tan học nên khiến cho một số phụ huynh đưa đón con đi học đã bị té ngã khi đi qua khu vực này. Rất may là không có ai bị thương tích nặng. Sau khi thấy người bị té ngã, những người thợ đang xây nhà ngay khu vực cùng với người dân xung quanh đã dùng cát giải lên các khu vực bị dầu nhớt đổ, đồng thời ra lệnh cảnh báo để người đi đường tránh gặp nguy hiểm. Người dân gần khu vực cũng ra đường làm tín hiệu cho người đi xe máy chạy chậm lại, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng trích xuất camera để tìm xe làm chảy dầu nhớt xuống đường. Ngày 21 tháng 3, nhân viên hợp tác xã dịch vụ tắm biển Thủy Vân trong quá trình vệ sinh bãi biển phát hiện một xác rùa biển dạt vào khu vực bãi sau, đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, xác rùa biển dài khoảng 60cm, ước tính nặng khoảng 40kg, mai rùa vỡ toác, vết nứt chính giữa, kéo dài dọc thân rùa và lan ra phần mai bên phải, vẫn còn loang vết máu đỏ. Phần bụng và vây bơi không có vết thương. Thấy tình trạng trên, nhiều người cho rằng có thể cá thể rùa biển đã bị va đập vào chân vịt tàu đang hoạt động, gây vết thương nặng dẫn đến tử vong. Lo ngại thời tiết nắng nóng, xác rùa phân hủy gây ô nhiễm bãi tắm nên nhiều người đã vùi tạm xuống cát, báo công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu hỗ trợ xử lý theo quy định. Ngày 21 tháng 3, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, qua camera giám sát, phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy trong một tháng có 10 lần không đội mũ bảo hiểm, 16 lần vượt đèn đỏ. Đại diện đội cảnh sát giao thông huyện Hiệp Hòa thông tin, người phụ nữ này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt gần 20 triệu đồng về các lỗi vi phạm trên. Cụ thể, quá trình trích xuất camera giám sát giao thông trên địa bàn, Công an huyện Hiệp Hòa ghi nhận từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 2, xe máy biển kiểm soát 98D1605XX do một người phụ nữ điều khiển có 16 lần vượt đèn đỏ, bản thân tài xế có 10 lần không đội mũ bảo hiểm. Tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe, Công an huyện đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện. Qua xác minh, chủ phương tiện nói trên là chị NTT, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, làm nghề bán hoa tươi. Khi được công an mời đến làm việc, chị T đã thừa nhận các lỗi trên. Với mức phạt 900.000 đồng trên một lần vượt đèn đỏ và 500.000 đồng trên một lần không đội mũ bảo hiểm, chị T bị xử phạt tổng số tiền là 19,4 triệu đồng. Công an huyện Hiệp Hòa đã lập biên bản để xử lý phạt nguội theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 21 tháng 3, tỉnh Điện Biên Phủ tổ chức khai mạc Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 21 năm 2024. Hội Khỏe Phù Đồng năm nay thu hút sự tham gia của gần 2.200 vận động viên đến từ 44 đoàn, tranh tài tại 176 nội dung ở 14 môn thể thao. Hội Khỏe được tổ chức làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 1, tổ chức thi đấu 4 môn thể thao với 108 nội dung. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3, tổ chức khai mạc, bế mạc và thi đấu 6 môn thể thao với 68 nội dung. Đây là ngày hội thể thao truyền thống lớn nhất của học sinh, là đỉnh cao của phong trào thể thao học đường, góp phần khơi dậy ý thức của thế hệ trẻ, bồi dưỡng cho học sinh về đức, trí, thể, mỹ, gắn phát triển thể chất với học tập, tu dưỡng đạo đức, ý chí, kỹ năng sống, khát khao cống hiến, xây dựng thế hệ trẻ Điện Biên, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Hội Khỏe nhằm tạo cơ hội cho học sinh được giao lưu học hỏi, thể hiện đam mê, bộc lộ năng khiếu, tài năng thể thao, là dịp để đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất, sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó phát hiện, tuyển chọn, bổ sung những vận động viên xuất sắc để chuẩn bị tham gia thi đấu Hội Khỏe Phù Đồng cấp khu vực và Hội Khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024. Chiều ngày 21 tháng 3, theo Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, xe container mang biển kiểm soát 74H00966 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng Quảng Nam. Đến giao lộ Trường Chinh Vũ Lăng, quận Cẩm Lệ, ô tô mất lái tông vào trụ đèn. Tại hiện trường, xe container lao lên giải phân cách, đầu xe đâm vào trụ đèn giao thông và bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến tài xế chưa rõ tên tuổi bị thương. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều động xe cứu hộ đến di rời phương tiện bị nạn đi nơi khác. Cũng trong chiều ngày 21 tháng 3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm trên, nam tài xế trú tại tỉnh Bình Định điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 77C-04884 lưu thông theo hướng Bắc Nam.
đến đoạn qua phường Phổ Thạnh, xe tải bất ngờ tông vào giải phân cách, làm xô lệch hàng loạt cấu kiện bê tông và mắc kẹt trên giải phân cách. Vụ tai nạn làm xe tải hư hỏng nặng phần đầu. Cú tông mạnh khiến 7 cấu kiện bê tông của giải phân cách bị xô lệch, biển báo giao thông hư hỏng, tài xế chỉ bị xây sát nhẹ. Đoạn đường xảy ra tai nạn khá rộng, có giải phân cách, đèn tín hiệu đầy đủ. Tại thời điểm xảy ra tai nạn có mưa nhỏ, đường khá vắng nên vụ việc không làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác. Theo trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã cử lực lượng hỗ trợ tài xế đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu, tài xế xe tải ngủ gật, khiến xe mất lái lao lên giải phân cách. Thông tin từ Tổ công tác 141 của Công an Hà Nội cho biết, qua kiểm tra trên các tuyến phố, đơn vị đã phát hiện 4 vụ việc, bắt giữ 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, trong đó có người mang theo súng ngắn. Tang vật thu giữ có 1 súng ngắn, 9 viên đạn, 1 vỏ đạn, 2 gói nhỏ ma túy, 3 bình kim loại nghi chứa khí cười, 2 xe máy. Vụ việc đang được bàn giao cho công an phường sở tại tiếp tục điều tra xử lý. Thống kê kết quả trong tuần qua, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 3, các tổ công tác 141 của Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý 166 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 63 phương tiện, trong đó 52 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng chức năng phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 86 gói nghi ma túy các loại, 4 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 2 dao, 5 xe máy, 2 giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp, 150 máy hút bụi cầm tay không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Điển hình, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 18 tháng 3, tổ công tác Y11-141 làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không có cả chìa khóa điện. Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trong cốp xe của đối tượng có 2 biển kiểm soát xe máy và 1 con dao dạng phớ. Danh tính đối tượng được xác định là HAT, sinh năm 2008, ở huyện Yên Lập, Phú Thọ. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận, xe trên do T cùng với đồng bọn vừa trộm cắp vào ngày 17 tháng 3 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao người và tang vật liên quan cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định. Ngày 21 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông NTV, 38 tuổi, ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định vì không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Ông V bị xử phạt số tiền 48,5 triệu đồng. Trước đó, ngày 9 tháng 3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 630, đoạn qua xã Ân Tường Tây, tổ công tác của Công an huyện Hoài Ân đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thời điểm đó, ông V điều khiển ô tô biển số 77A230XX. Lực lượng Công an huyện Hoài Ân yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, nhưng ông V không chấp hành. Ngoài ra, qua kiểm tra, ông V không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Thưa quý vị, hơn một tuần qua, nhiều hộ dân ở tổ 12, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh lâm vào tình trạng bị côn trùng lạ cắn, gây mẩn ngứa khắp cơ thể. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Sở Y tế Tây Ninh đã có chỉ đạo các ban ngành nghiệp vụ tiến hành xác minh nguồn gốc của loài côn trùng này. Theo người dân, những con côn trùng này nhỏ, màu đen, khi gặp người thì nhảy vào, bám lên quần áo và cắn người rất nhanh. Bắt côn trùng ra khỏi vùng da bị cắn thì lập tức vết mẩn đỏ nổi nhanh và gây ngứa. Một số người dân đã đi khám, được bác sĩ cho uống thuốc và thoa nhưng không có tác dụng. Nhiều người dân phòng tránh bằng cách mặc áo quần dài và mang vớ kín đáo suốt ngày nhưng vẫn bị cắn, các vết cắn rất ngứa, nhất là vào ban đêm. Loại côn trùng này ít xuất hiện vào sáng sớm mà xuất hiện nhiều vào lúc nắng lên. Người dân đã dùng nhiều cách như thuốc xịt côn trùng, thuốc trừ sâu, lòng não nghiền nát pha nước và cả xăng nhưng côn trùng không chết. Ngành chức năng địa phương đã xuống khu vực xuất hiện côn trùng để kiểm tra và lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tây Ninh xét nghiệm, xác định loại côn trùng để có hướng xử lý. Qua xác minh ban đầu, có gần 30 người lớn và trẻ em bị côn trùng lạ cắn nổi mẩn ngứa khắp người. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phun hóa chất Viaper 56EC có nồng độ 30ml trên lít nước trong bán kính 200m2 xung quanh khu vực các hộ dân sinh sống nhưng không hiệu quả. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục tăng nồng độ hóa chất lên nhưng côn trùng vẫn sinh sống và phát triển bình thường. Trước mắt, ngành y tế hướng dẫn người dân mặc quần áo dài tay, ở trong nhà, dùng các bình xịt hóa chất diệt côn trùng để tránh bị đốt, vệ sinh sạch sẽ nơi ở và xung quanh nơi ở, phát quang bụi rậm và sơ tán trẻ nhỏ đi nơi khác.
Hiện Sở Y tế Tây Ninh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Biên theo dõi sát sao diễn biến khu vực xuất hiện côn trùng lạ để có hướng xử lý kịp thời. Thưa quý vị, có lẽ nhiều người dân thủ đô đã quá quen với hình ảnh dây cáp điện viễn thông, dây điện trùng xuống đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn mối nguy cơ cho những người tham gia giao thông. Mặc dù tình trạng này đã nhiều lần được cải thiện, song chỉ một thời gian ngắn sau đó thì đâu lại hoàn đó. Sau đây sẽ là những ghi nhận tại đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Hà Nội. Trong thời gian trở lại đây, tại trục đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Hà Nội xuất hiện tình trạng dây điện, dây cáp viễn thông rủ xuống thấp, rơi lỏng thỏng trên đường như những cái bẫy, vừa mất mỹ quan đô thị lại tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân. Ghi nhận tại trục đường dài hơn 5 km xuất hiện vô số điểm đường dây trùng xuống tận giải phân cách, răng lộn xộn, thậm chí có những chỗ dây xả xuống gần đầu người, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Theo một người dân sống tại khu phố dọc tuyến đường cho hay, tình trạng này xuất hiện từ nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa thấy đơn vị nào khắc phục. Người này cho biết thêm, có vẻ như các cơ quan chức năng đang thay thế cột điện mới nên xuất hiện tình trạng này. Tuy nhiên, đơn vị thi công rất chậm, thiếu trách nhiệm trong việc chẳng buộc, đảm bảo an toàn cho người đi đường và mỹ quan đô thị. Có đoạn dây cáp được buộc tạm vào giải phân cách, nhiều đoạn để bừa bãi xuống lòng đường, gây ảnh hưởng mỹ quan và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một người dân khác thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Giải Phóng cho hay, mỗi lần di chuyển qua đây đều cảm giác rất sợ. Không biết là dây điện hay dây cáp, nhưng dây để lòng thòng, có đoạn tiếp xúc trực tiếp xuống lòng đường hay giải phân cách bằng sắt trông rất ghê. Theo người dân, một số đoạn dây bị hỏng, lòng thòng thâm ngang người, mưa gió tạt xuôi tạt ngược gây mất an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này. Việc này thể hiện tinh thần thiếu trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, cần sớm khắc phục ngay, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Trước tình trạng trên, người dân mong muốn các đơn vị chức năng nhanh chóng rà soát và sớm khắc phục tình trạng này để vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa giữ được mỹ quan đô thị cho thành phố, nhất là trong thời điểm thời tiết diễn biến bất thường, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, nằm ở vị trí cách cửa ngõ của tỉnh Hòa Bình, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Được nhiều người biết đến là nơi có nhà máy nước sạch sông Đà thuộc công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà. Tuy nhiên, khoảng 1.600 nhân khẩu của xã suốt thời gian dài phải chịu cảnh khổ sở vì thiếu nước sạch sinh hoạt. Gia đình anh Nguyễn Văn Hưng, 49 tuổi, trú tại thôn Vật Lại, ở ngay cạnh nhà máy nước sông Đà, nhưng đã gần 20 năm nay chỉ có lựa chọn duy nhất là dùng giếng khoan. Theo anh Hưng, mỗi ngày mở cửa ra, anh đều nhìn thấy nhà máy nước sạch, nhưng khi cúi đầu, chậu nước giếng khoan đầy cặn vôi, mùi hôi tanh thì lại ngậm ngùi. Anh Hưng chia sẻ, chưa có cơ quan chức năng nào mang nước giếng khoan đi kiểm nghiệm chất lượng để biết chính xác thực trạng. Suốt thời gian dài, tôi và các thành viên trong nhà thường xuyên bị mẩn ngứa khi tắm rửa bằng nước giếng. Cạnh nhà anh Hưng mấy trăm mét, vợ chồng ông Nguyễn Minh Thuận cũng loay hoay với bài toán tìm nguồn nước sạch suốt hơn một thập kỷ qua. Nguồn nước mà gia đình ông Thuận đang sử dụng không khá hơn so với các hộ dân khác trong vùng. Bà Nguyễn Thị Hồng, vợ ông Thuận cho biết, so với nhiều gia đình khác trong thôn, nhà tôi vẫn còn may mắn, bởi có những hộ dân không có nổi nước giếng khoan để dùng, họ phải dùng thứ nước có mùi tanh, rất khó chịu. Đến xã Thịnh Minh, đi dọc những con đường làng không khó để bắt gặp hình ảnh hàng chục vòi nước màu đen túa ra những bụi cây. Theo chia sẻ của người dân, vì khan hiếm nước nên dù tiêu tốn nhiều tiền để thuê người khoan giếng, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được mạch nước. Có gia đình khoan 2-3 lần nhưng vẫn thất bại. Có nhà khoan được nước nhưng chất lượng nước nhiều tạp chất, vẩn đục nên không dám dùng để ăn uống. Chính vì không thể chủ động tìm nguồn nước giếng khoan nên rất nhiều người dân trong xã phải sử dụng nước từ khe suối chảy về. Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Minh cho biết, hiện tại xã có 7.236 nhân khẩu với khoảng trên 1.600 hộ. Các hộ vẫn dùng nước giếng khoan và nước từ khe núi. Còn theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Minh, thực trạng thiếu nước sạch của người dân trên địa bàn đã tồn tại nhiều năm. Chính quyền xã không ít lần kiến nghị lên cấp trên. Thành phố Hòa Bình đã xây dựng đề án giải quyết vấn đề nước sạch cho bà con. Tuy nhiên, việc triển khai vào ngày nào thì xã chưa có thông tin cụ thể. Vị cán bộ chia sẻ, nước sạch là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân, chứ không riêng xã Thịnh Minh. Hiện nay vì thiếu nước, đời sống sinh hoạt của bà con sẽ trở nên rất khó khăn. Bởi vậy, điều mong mỏi của các hộ dân trong xã là có đủ nước sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Thưa quý vị, không cần khuyến mãi tưng bừng hay giảm giá sốc, thị trường thuê xe đạp vẫn vô cùng sôi động khi vào hè với nhu cầu sử dụng ngày càng cao. Những ngày đầu hè, dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây lại bắt đầu thu hút khách hàng. Nhiều tiểu thương thu về tiền triệu mỗi ngày nhờ việc cho thuê xe. Vào thời điểm mới đầu hè, thời tiết trở nên ấm áp hơn, công việc của anh Hải, chủ cửa hàng thuê xe tại Trích Xài, Hồ Tây cũng bận rộn hơn.
đặc biệt vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn khoảng sau giờ tan tầm. Được biết, giá thuê chung cho mỗi chiếc xe đạp hiện nay là 30-50.000 đồng trên 3 tiếng thuê xe. Với những cửa hàng có số lượng xe thuê lớn, mặt tiền đẹp, số lượng khách mỗi ngày có thể lên đến hàng trăm lượt. Với mức giá bình dân, ngày càng nhiều bạn trẻ đổ về Hồ Tây vui chơi, đạp xe mỗi buổi chiều. Lý giải về sự hút khách này, nhiều chủ cửa hàng cho biết, vào những ngày thời tiết đẹp, mọi người luôn muốn tìm đến những nơi mát mẻ, rộng rãi để vui chơi. Ven Hồ Tây lại là địa điểm đón gió, đồng thời các cung đường đều được trồng nhiều cây xanh, phủ bóng mát, giúp dịch vụ cho thuê xe đạp nở rộ. Một nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy chia sẻ, tranh thủ thời tiết đẹp và chưa nắng gắt, sau giờ tan làm, mình và đồng nghiệp lên Hồ Tây thuê xe đạp. Vừa thư giãn, vừa rèn luyện sức khỏe, mình thấy đây là một hoạt động khá hấp dẫn, thu hút đa phần các bạn giới trẻ hiện nay. Mặc dù chưa bước vào mùa hè, nhưng số lượng người dân sử dụng dịch vụ này càng tăng cao. Chất lượng dịch vụ cũng ngày càng được chú trọng để phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính, khách hàng thỏa thích lựa chọn. Đến nay, thuê xe đạp khám phá Hồ Tây được đánh giá là dịch vụ thân thiện, giúp hoạt động thể dục thể thao trở nên thú vị hơn. Nhiều năm trở lại đây, Hồ Tây trở thành địa điểm thư giãn của nhiều người bởi khung cảnh hữu tình, không khí trong lành cùng nhiều hoạt động thú vị như chèo thuyền sắp, đạp xe, chụp ảnh check-in. Thưa quý vị, giá xăng dầu mới vừa được Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo điều chỉnh áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 21 tháng 3. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 720 đồng một lít, xăng RON 95-3 tăng 740 đồng một lít, giá các loại dầu tăng từ 470 đến 660 đồng một lít. Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 720 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Giá bán mới không cao hơn 23.210 đồng một lít. Giá xăng RON 95-3 không cao hơn 24.280 đồng một lít sau khi tăng 740 đồng một lít so với giá bán lẻ kỳ trước. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.010 đồng một lít, tăng 470 đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 21.260 đồng một lít, tăng 560 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Cùng với đó, giá dầu ma rút 180 CST 3.5S tăng 660 đồng một lít so với kỳ trước. Giá bán mới là 17.090 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu ma rút ở mức 300 đồng một kg. Không trích lập quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa. Không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút. Theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này, từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3, chịu ảnh hưởng của các yếu tố như có sự gia tăng hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng lọc dầu của Nga. Tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm, căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn. Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng giảm đan xen, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu. Mới đây, đảo Ngọc Phú Quốc vừa được Reader's Choice Awards 2024 vinh danh là một trong 6 hòn đảo du lịch hàng đầu châu Á. Được biết, danh sách các điểm đến được bình chọn dựa trên số phiếu của các chuyên gia du lịch và khách du lịch. Giải thưởng thường niên Reader's Choice Award nhằm vinh danh các điểm đến, khách sạn, khu nghỉ, cơ sở kinh doanh du lịch, hãng tàu, máy bay tại châu Á-Thái Bình Dương. Tiêu chí bình chọn các ứng cử viên dựa theo đánh giá của khách du lịch về vị trí điểm đến, các trải nghiệm tại đó, mức độ thân thiện của người dân địa phương, ẩm thực, giao thông, cơ sở hạ tầng, sự thuận tiện của các đường bay, giá cả. Nằm ở vị trí thứ 6 trong danh sách 10 hòn đảo hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương, đảo Ngọc Phú Quốc là một trong những hòn đảo hấp dẫn bậc nhất dành cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ quyến rũ. Nơi đây hoàn hảo để tận hưởng một kỳ nghỉ lý tưởng để hòa mình cùng bờ cát trắng mịn là nước biển màu xanh ngọc bích hay ngắm nhìn bình minh hoàng hôn rực rỡ. Không chỉ mang vẻ đẹp hiếm có, Phú Quốc còn sở hữu những công trình du lịch sang trọng với dịch vụ đẳng cấp, nổi bật trong đó là những khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhà hàng cao cấp, khu phức hợp vui chơi giải trí hàng đầu. Đặc biệt, đảo Thiên Đường Phú Quốc là điểm đến hoàn hảo để tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của tuần trăng mật, lễ kỷ niệm ngày cưới hay cùng nhau đi du lịch với gia đình, người thân, bạn bè. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.